Welcome, honor students, to English Grade 8. We are the teachers from Nguyễn Trung Trực Secondary School, editor, Ms. Trương Thị Kim Oanh and Ms. Nguyễn Thị Ngọc Hằng, instructor, Ms. Trương Thị Kim Oanh. Xin chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với bộ môn tiếng Anh dành cho các bạn học sinh khối 8. Chúng tôi là nhóm giáo viên đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực. Người biên soạn, cô Trương Thị Kim Oanh và cô Nguyễn Thị Ngọc Hằng. Người hướng dẫn, cô Trương Thị Kim Oanh. Let's come to lessons of today. Unit 11, Traveling Around Vietnam. Read from page 102 to page 105. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 11, Du lịch khắp Việt Nam, với phần đọc từ trang 102 đến trang 105. Before starting the lessons, I have a small activity for you. Guessing. You have to guess the names of the places. They are famous tourist attractions in Vietnam. Trước khi vào bài học, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào bốn bức hình và nói lên tên những địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch này nhé. The first one, where did they take this photo? Right, it's in Hạ Long Bay. Now the second, where did they take this photo? Yes, it was taken in Sapa, right? And the third one, where did they take this photo? Yes, they take this photo in Nha Trang. And D, where did they take this photo? Right, they take these photos in Da Lat. Have you ever been to these places? Do you know any information about these? They are famous tourist attractions in Vietnam. After our lesson today, you will have more information about these famous and beautiful places. Sau bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm những thông tin về những nơi du lịch nổi tiếng này nhé. Please close your book. You will listen to information of four famous tourist attractions in Vietnam. While you are listening, please remember the names of the places that are mentioned in the text. I have a note for you. There are more than four places that were mentioned in the text. Chúng ta sẽ nghe thông tin của bốn địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Trong khi nghe, các bạn ghi nhớ tên của các địa danh được đề cập trong bài nghe. Cô có một gợi ý cho bạn. Chúng ta có nhiều hơn bốn địa danh được nhắc đến trong bài nghe bạn nhé. Read. Now, let's listen. Nha Trang. Seaside Resort. Sites. Oceanic Institute. Giant Buddha. Offshore Islands. Accommodation. A small selection of hotels. Arrivals, departures. Flights daily to Ho Chi Minh City, except Monday. Flights to Hanoi twice a week. Buses and trains to northern and southern destinations. Da Lat. Known as the City of Eternal Springs. Sites. Waterfalls, lakes, railway, flower gardens. Accommodation. Many hotels, but difficult to find accommodation at busy times. Arrivals, departures. Flights to and from Ho Chi Minh City three times a week. Buses and minibuses to Nha Trang and Ho Chi Minh City. Sapa. Mountainous resort. Sites. Tribal villages. Beautiful mountain slopes. Jungle streams. Accommodation. Some hotels and guest houses. Arrivals, departures. Buses daily to Lao Cai town. Trains daily from Lao Cai to Hanoi. Ha Long Bay. Recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Sites.
magnificent caves, beautiful limestone islands, quiet sand beaches. Accommodation: hotels and mini hotels in Halong City and various islands. Low-priced guest houses in Halong City. Arrivals, departures: buses and trains daily to and from Haiphong and Hanoi. Now please tell me names of the places you have heard. Nào bây giờ các bạn hãy nói lên cho cô tên những địa danh mà bạn được nghe nhé. Okay, let's check together. Besides Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long Bay, Sapa, we have heard Ho Chi Minh City, Hà Nội, Lào Cai and Hải Phòng. Ngoài những địa điểm như là Nha Trang nè, Sapa, Hạ Long Bay, Đà Lạt, chúng ta còn nghe được có những địa điểm khác như là Hồ Chí Minh nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, Hà Nội nè, Lào Cai nè và Hải Phòng. Đúng không các bạn? Please open your book and look at your book at page 102. Let's listen again. While you are listening, underline new words, please. Các bạn hãy mở sách trang 102 nhé. Chúng ta sẽ nghe lại bài đọc. Trong khi nghe, các bạn hãy gạch chân những từ mới nhé. Let's listen. Read. Nha Trang, seaside resort. Sites: Oceanic Institute, Giant Buddha, offshore islands. Accommodation: a small selection of hotels. Arrivals, departures: flights daily to Ho Chi Minh City except Monday. Flights to Hanoi twice a week. Buses and trains to northern and southern destinations. Dalat, known as the City of Eternal Springs. Sites: waterfalls, lakes, railway, flower gardens. Accommodation: many hotels, but difficult to find accommodation at busy times. Arrivals, departures: flights to and from Ho Chi Minh City 3 times a week. Buses and minibuses to Nha Trang and Ho Chi Minh City. Sapa, mountainous resort. Sites: tribal villages, beautiful mountain slopes, jungle streams. Accommodation: some hotels and guest houses. Arrivals, departures: buses daily to Lao Cai town, trains daily from Lao Cai to Hanoi. Halong Bay, recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Sites: magnificent caves, beautiful limestone islands, quiet sand beaches. Accommodation: hotels and mini hotels in Halong City and various islands. Low-priced guest houses in Halong City. Arrivals, departures: buses and trains daily to and from Haiphong and Hanoi. Let's learn some new words. The first one. Look at the pictures. What are they? They are resorts. Now listen and repeat. Resort. Again. Resort. Again. Resort. What does it mean, resort? Khu nghỉ dưỡng. And we got two kinds of resorts. They are mountainous resort and seaside resort. Now listen and repeat. Mountainous resort. Mountainous resort. Mountainous resort. Seaside resort. Seaside resort. Seaside resort. And now, what does it mean, mountainous resort? Look at the pictures. Mountainous resort. You can see they are on the mountain.
là những khu nghỉ dưỡng trên núi. And seaside resorts, they are near the beach. Nó nằm ở kế bên bãi, bãi biển, hay còn gọi là khu nghỉ dưỡng kế bên bờ, bờ biển. Please copy down in your notebook. Các bạn hãy viết vào vở nha. Next one. Institute. An Institute. Oceanic Institute. Oceanic Institute. Now look at the pictures and you will know the meanings of the word Oceanic Institute. Viện Hải Dương Học. So, what does it mean, institute? Học viện. So, vì vậy các bạn nhìn vào cho cô bức hình này coi. Viện Hải Dương Học. Vậy nơi đây người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ lưu trữ những thứ gì? Các bạn hãy nhìn xem bức hình sau đây nha. Ở Viện Hải Dương Học, người ta sẽ nghiên cứu, trưng bày và lưu trữ các mẫu vật liên quan đến các sinh vật biển. Now, listen and repeat. Institute. 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 Oceanic Institute. Oceanic Institute. Now, let's write down new words. Next one. Accommodate. Là một động từ. Accommodation là một danh từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào những bức hình sau để đoán nghĩa nhé. Một cái khách sạn. Một cái resort, khu nghỉ dưỡng. Những cái homestay xinh đẹp. Vậy đó, nhìn chung, gọi chung nó là một cái nơi ở. Một cái chỗ ở, đúng không nào? Vậy từ accommodation có nghĩa là chỗ ở. Còn từ accommodate, động từ, có nghĩa là cung cấp chỗ ở. Now listen and repeat. Accommodate. 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 Accommodation. 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 Next one. Từ này cô nghĩ tất cả chúng ta ai cũng biết. Fly. Nghĩa là bay, đúng rồi ha. Và chúng ta sẽ có một cái động từ của từ bay này, nó là từ flight. Flight, chuyến bay. Được chưa? Từ tiếp theo nào các bạn. Depart. 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 Departure. Departure. Depart nó là động từ và departure nó là danh từ. Hãy nhìn vào bức hình nha. Depart có nghĩa là khởi hành. Vậy departure có nghĩa là gì? Sự khởi hành. Cô có một từ đối nghĩa của từ depart. Đó là từ arrive. Và từ arrive. Arrival. Arrive nó là động từ, còn arrival nó là danh từ. Arrive có nghĩa là đến. Vậy arrival có nghĩa là nơi đến, sự đến ha. Now listen and repeat. Arrive. 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 Arrival. 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 Please write out the new word for me. Từ tiếp theo chúng ta có đó là từ tribe. Là một danh từ. Và chúng ta có tribal. Là một tính từ. Các bạn hãy nhìn cho cô bức hình sau. Đây là những người phụ nữ, người dân tộc. Và đây là những người phụ nữ, người dân tộc ở vùng Sapa. Rồi. Vậy thì từ tribe này có nghĩa là bộ tộc. Và từ tribal này có nghĩa là thuộc về dân tộc, thuộc về bộ tộc. Now, listen and repeat. Tribe. 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 Tribal. 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 Thank you. Now, next one. Listen and repeat, please. Slope. Mountain slope. Now look at here. Bạn nhìn vào bức hình cho cô ha. Đây là một bức hình của một ngọn núi. Và các bạn thấy không? Hoa nó đang mọc ở đâu? Mọc ở trên sườn núi.
dốc núi. Các bạn nhìn cho cô ở đây. Những người đàn ông này họ đang làm gì đây? Họ đang leo lên sườn núi, leo lên dốc núi. Vậy chúng ta có từ slope có nghĩa là sườn, dốc. Và mountain slope là sườn núi, dốc núi. Các bạn nghe rõ ha? Listen and repeat. Slope. 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 Mountain slope. Mountain slope. Mountain slope. Thank you. Từ tiếp theo, chúng ta có stream. Stream. Các bạn hãy nhìn bức hình và đoán nghĩa nha. Đây, đây chính là những dòng suối. Vậy stream chúng ta có nghĩa là dòng suối. Now, listen and repeat. Stream. 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 Waterfall. Nào, hãy nhìn hình với cô nha. Đây là những bức hình về waterfall. Vậy waterfall nghĩa là gì? Chính xác rồi ha. Right. Thác nước. Now, listen and repeat. Waterfall. 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 Please copy down this new word for me. Waterfall. Now look at the pictures. I have two pictures of Hạ Long Bay. They are very beautiful. So in 1994, Hạ Long Bay was recognized by UNESCO as World Natural Heritage. Vào năm 1994 thì Vịnh Hạ Long đã được công nhận bởi UNESCO là một trong những kỳ quan của thế giới. Vậy từ recognize và từ heritage nghĩa là gì? Các bạn hãy cùng học với cô nha. Từ đầu tiên, recognize là một động từ. Và động từ đó có nghĩa là công nhận. Và nó có một recognition. Từ, đó là từ sự công nhận. Nào các bạn hãy cùng recognize. Lắng nghe và lặp lại nha. Recognize. Recognize. Recognition. 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 Và từ tiếp theo chúng ta có là từ heritage. 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 Nghĩa là kỳ quan. Now please copy down please. Và bây giờ các bạn hãy nhìn giùm cô bức hình ở bên tay trái của các bạn. Các bạn có thấy những ngọn núi này không? Đúng rồi, những ngọn núi này nó được cấu tạo từ đá vôi. Và chúng ta có từ đá vôi trong tiếng Anh như sau: limestone. 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 Các bạn hãy nhìn qua cho cô bức hình ở bên tay phải. Các bạn thấy cái hang động này trông như thế nào? Đây chính là hang động hoàn toàn tự nhiên. Và nó nằm ở Vịnh Hạ Long đấy các bạn. Các bạn nhìn những cái hang động này các bạn thấy như thế nào? Đúng là nó thật là kỳ vĩ đúng không? Nó thật là xinh đẹp. Thật là kỳ vĩ. Chúng ta có cái từ xinh đẹp kỳ vĩ nó như sau: magnificent. 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 Và danh từ của nó là magnificence. Magnificence. Các bạn lưu ý cái âm đuôi nha. Magnificence. Nào các bạn hãy viết bài cho cô. Sau khi hoàn thành việc học từ vựng, cô có một bài tập nho nhỏ để giúp cho các em ghi nhớ hơn về từ vựng đã học. Bài tập số 1, task 1, give the correct form of words. Number 1, Nguyễn Du, a great poet of Vietnam, words. Người ta cho mình từ recognition. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây là động từ của nó là recognize, nhưng ở đây bị động cho nên chúng ta sẽ dùng là recognized. Các bạn chia thêm đi vào cho cô ha. As a world cultural celebrity, Nguyễn Du, một nhà văn vĩ đại của Việt Nam, đã được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Number 2, every week there are two. Động từ fly
Vậy ở đây to thì chúng ta phải sử dụng là một danh từ. Vậy danh từ của từ fly đó chính là flight. Và bạn nhớ to thì phải là flight estimate cho cô ha. Mỗi tuần có 2 chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Number 3. It is very difficult to find. Người ta cho mình từ accommodate. Vậy accommodate nó là một động từ. Find thì chúng ta phải đi với một danh từ. Vậy danh từ của nó là accommodation. Thật là khó để mà tìm thấy chỗ ở vào thời gian cao điểm. Number 4. The next for New York will be at 11 a.m. and it will at Heathrow at 4 p.m. Người ta cho mình từ depart là động từ. Người ta cho mình từ arrival là danh từ. Vậy từ depart để điền vào vị trí số 1, chúng ta phải sử dụng nó là một danh từ. Vậy danh từ của depart là gì? Departure. Will. Will sẽ đi với một động từ. Vậy từ arrival, động từ của nó là gì? Arrive. Đúng rồi ha. Number 5. Sài Gòn giải phóng is a day. Người ta cho mình từ day. Day có nghĩa là ngày. Và chúng ta có một từ hằng ngày, mỗi ngày. Đó chính là từ daily newspaper. Từ daily này các bạn sẽ thấy nó trong bài đọc. Number 6. My family live in a northern mountain city. Vậy trong bài chúng ta có một cái cụm từ liên quan đến từ mountain này. Đó chính là right, mountainous resort. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền là mountainous city. Number 7. We receive a word in he received the award in of his success over the past year. Và người ta cho chúng ta đó là từ recognize. Vậy ở đây in nó sẽ đi với một danh từ. Vậy chúng ta sẽ điền cho cô từ gì đây? Recognition. Right. Number 8. There are beauty. Beauty, vẻ đẹp. Từ này quá là quen thuộc với chúng ta rồi. Vậy chúng ta sẽ điền từ gì vào đây? Beautiful limestone island in Hạ Long Bay. Right. Number 9. The institute in Nha Trang was built many years ago. Vậy ocean, chúng ta sẽ điền từ gì đây? Ngay trong bài chúng ta vừa học luôn. Right. Oceanic Institute. Very good. Number 10. Lands a flower. Flower. Flower, đây là những bông hoa. Vậy lands a, she owns a shop in downtown. Cô ta sở hữu một cái cửa hàng ở thị trấn. Vậy cô ta là một người gì? Florist, một người bán hoa. Các bạn điền vào nha. Câu số 11. She looked beautiful in her wedding dress, magnificent. Vậy, look beautiful. Cô ta trông đẹp. Đẹp như thế nào? Một cách lộng lẫy. Magnificently. Thêm ly vào ha. Chúng ta hình thành trạng từ bằng cách thêm tính bằng cách tính từ thêm ly. Rồi, câu 12. When visiting some tribes, we had an occasion to enjoy arts. Arts là danh từ. Vậy đứng trước danh từ chúng ta cần sử dụng là một tính từ. Vậy tính từ của từ tribe là gì? Right, tribal. Thank you. You are very excellent today. Please open your book at page 102. Read the passage again for me. Và bây giờ chúng ta cùng nhau mở sách trang 102. Các bạn hãy cùng cô đọc lại đoạn văn một lần nữa nhé.
After reading, please put a stick to the topic mentioned in the brochure about the resource. Sau khi đọc lại bài, các bạn hãy đánh dấu tick vào ô các chủ đề được đề cập trong bài giới thiệu về các khu nghỉ dưỡng. Now let's do together. Cùng nhau cùng làm nhé. Trước hết là về Nha Trang. Cave. Các bạn ở đây, cave nghĩa là gì? Hang động. Flights to Hà Nội. Những chuyến bay đến Hà Nội. Hotels. Khách sạn. Local transport. Những cái phương tiện địa phương. Mini hotels. Những khách sạn nhỏ. Mountain slope. Sườn núi. Railway. Hệ thống đường tàu hỏa. Restaurant. Nhà hàng. Sand beaches. Bãi biển. Tourist attraction. Những địa điểm thu hút khách du lịch. Toy of food. Loại thức ăn. Village. Những ngôi làng. Waterfall. Thác nước. World Heritage. Những cái di sản văn hóa. Vậy ở Nha Trang họ có đề cập đến những vấn đề nào? Các bạn hãy cùng đánh dấu tick vào giúp cô nhé. Cô cho các bạn khoảng 30 giây để thực hiện và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra. Now let's check together. Yes, can you see that in Nha Trang? They mention flight to Hanoi, they mention hotel, they mention local transport, they mention railway, they mention tourist attraction. How about in Đà Lạt? You got 30 seconds. Bạn có 30 giây để cùng làm nè. Let's check. They got hotel, local transport, tourist attraction, and waterfalls. How about in Saba? Now let's check with me. They mention hotels, local transport, mountain slope, railway, tourist attraction, villages. Now, how about Hạ Long Bay? They mention cave. They mention hotel. They mention local transport. They mention mini hotel, railway, sand beaches, tourist attraction, world heritage. You are very excellent today. You did a great job. And now, what I got a new word for you. Tourist attraction. Hồi nãy giờ cô nhắc đi rất là nhiều cái từ là tourist attraction. Vậy tourist attraction có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là những địa điểm thu hút khách du lịch. Các bạn ghi từ này vào trong vở giúp cô nha. After reading the brochure about some famous tourist attraction, I think you are ready to help the people because they want to spend their coming summer vacation in Vietnam. Please help them to find a suitable place. Check in the box. Sau khi đọc bài, cô nghĩ các bạn đã có nhiều thông tin cụ thể về một số địa điểm du lịch cuốn hút ở Việt Nam. Những người bạn sau đây, họ muốn dành kỳ nghỉ hè sắp tới ở Việt Nam. Vậy chúng ta hãy cùng nhau giúp họ chọn nơi phù hợp với sở thích nhé. Last, help the first person. Where should Andrew go? Andrew study drive around the world. He likes mountain climbing. We got 5 places. Nha Trang, Đà Lạt, Sapa, Hạ Long Bay and Nha Rong Harbor. Where should he go? He likes study drive and he likes mountain climbing. So,
Where should he go? I suggest he go to Sapa. So how about you? Do you agree with me? Now, the second person. Where should Mary go? Mary loves Vietnam and she wants to travel by train to see as much of the country as possible. She also wants to visit Oceanic Institute in Vietnam. Where should she go? She wants to visit Oceanic Institute. So I suggest she should go to Nha Trang. How about you? Do you agree with me? People. John is interested in the history of Vietnam. He wants to visit the places where President Ho Chi Minh left Vietnam in 1911. So, where should John go? I suggest he should go to Nha Rong Harbor, right? Joanne likes swimming and sunbathing. She has been to Vietnam twice and she has visited Nha Trang already. She likes swimming and sunbathing and she had visited Nha Trang already. So I suggest her to go to Hạ Long Bay. Right, very good. Donners is a florist. She has a lot flower shop in Los Angeles and she thinking of importing flowers from Vietnam. Where should Donna go? She wants to import flowers, so I suggest she should go to Da Lạt. How about you? Do you agree with me? Yes. Okay, very. Now it's time for homework. I want you to learn by heart new words at home and find more famous tourist attractions in Vietnam and then share them with your friends, okay? Now, goodbye and see you in the next lesson.